Thưa quý vị, những thời khắc lịch sử sẽ mang đến những cảm xúc lịch sử. Xem lại tư liệu hình ảnh, báo chí mà ông Nguyễn Tiến Bình, một cựu chiến binh chiến trường Campuchia, lưu giữ, người xem có thể cảm thấy, nghe thấy tiếng reo vui của toàn dân tộc trong những thời khắc lịch sử. Đây là tờ báo xuất bản ngày 1 tháng 5 năm 1975 của tờ Nhân dân. Những tích lớn tại trang bìa như miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới hoàn toàn sụp đổ. Chúng ta đã thực hiện một cách tốt đẹp lời căn dặn cuối cùng của Bác Hồ, của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Đã lưu giữ thời khắc lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó chỉ là một trong 500 bài báo, tư liệu lịch sử trân quý của ông Nguyễn Tiến Bình, một cựu chiến binh chiến trường Campuchia, hiện đang sống tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, lưu giữ. Mình gom lại những tờ báo có sự kiện, cùng trao đổi với anh em, rồi hoặc thì lúc mình có tiền đồng lương ra thì cũng sang nhượng lại. Sau một thời gian thì không phụ công mình, không phụ cái kỳ công của mình. Qua năm tháng mà mình chạy từ Bến Cát, chạy xuống Sài Gòn có những ngày mưa mà đi bằng chiếc xe Honda cà tàn. Thì đến ngày nay thì mình đã sưu tầm được cái hệ thống sách báo tương đối đầy đủ. Từ đam mê, ông Bình đã dày công sưu tập và lưu giữ bộ sưu tập độc đáo có 102. Trong đó nổi bật có các bản tin về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930, Nam Kỳ Khởi Nghĩa năm 1940, ngày Cách mạng tháng 8 thành công, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập năm 1945, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng năm 1954, diễn biến từng giai đoạn chiến thắng chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Tờ lịch in ngày lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 và cả những bức ảnh xưa về Thủ Dầu Một do chủ tiệm Đại Đồng chụp, hay các tờ báo sơ khai, Gia Định Báo, Lục Tỉnh Tân Văn. Đó là cả quá trình đi tìm kiếm và lưu giữ hết sức kỳ công. Làm sao tạo điều kiện cho mình để mình duy trì được cái dạng mà một cái nơi để trưng bày những báo chí cách mạng xưa. Mà ở những cái này mình trưng bày là cũng là chỉ một phần của mình thôi, còn rất nhiều nữa. Ví dụ tới đây là mình sẽ trưng bày thêm những hệ thống tiền tệ Việt Nam, trong đó có tiền Cụ Hồ, tiền Bác Hồ ngày xưa như thế nào. Ông Nguyễn Tiến Bình hiện đang hoàn thiện không gian trưng bày bộ sưu tập của mình, với mong muốn từ không gian trưng bày này người xem có thể đọc, cảm nhận được nhịp thở, tiếng reo vui của báo chí, ghi nhận những thời khắc quan trọng của lịch sử nước nhà, những ký ức hào hùng của dân tộc, hiểu biết thêm về đường lối đúng đắn, chiến lược tài tình của Đảng và Bác Hồ qua các thời kỳ cách mạng, sự anh dũng kiên cường của các thế hệ cha anh.